Hà Tân của BKMX đang chuẩn bị làm đồng loạt cho xong trước Tết quý vị nha Như ở đây ạ, trên trục đường D1M quý vị Đấy, cả ngày hôm nay chúng ta có thể thấy ạ Vìa hè này quý vị này vỉa hè đang làm, đang làm rất là đồng loạt, rất là ok Bên này thì đã làm xong rồi quý vị nha Rồi, nhà phố thương mại, nhà ở xã hội, dân cư đã về rất là đông rồi, rất là đông rồi Đấy, rất là đông đúc rồi Và ngay ngày hôm nay không đâu xa cả Hướng của Lô Đất là hướng chính đông anh chị Hướng chính đông thuộc cho những anh chị nào chúng ta hợp với lại hướng này chúng ta đừng bỏ qua lô đất nhé hai lô liền kề anh chị nhé đây hai lô liền kề ngang 10 sâu 30 đất ở đô thị phun thổ cư ưu điểm được xây dựng tự do và giá của lô đất này quý vị nha giá của lô đất này cực kỳ rẻ luôn anh chị ạ cực kỳ rẻ luôn chỉ hơn 4 triệu trên một mét vuông chỉ hơn 4 triệu một mét vuông sở hữu đất đường song hành với là trục D1 đường là đường song hành trục D1 và ở đây à, trước mắt chúng ta được xây những dãy nhà phố thương mại nhà ở xã hội và ở đây chúng ta được xây dựng tự do từ 1 cho đến 6 tầng anh chị. Chạy thẳng hướng này 400 m thôi là chúng ta tới công ty sĩ nghiệp và 500 m chúng ta đã tới trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 13 tầng sẽ cho các học sinh và tân sinh viên đi vào học năm 2025. Anh chị có thể thấy một hạ tầng cực đẹp và chuẩn Singapore. Becomex làm hạ tầng và bê tông thì cực kỳ tốt rồi quý vị. Đó, vỉa hè bê tông là 4 m và lòng nhựa là 8 m, cây xanh quy cách 10 m một cây quý vị nhé Nhà dân đã về ở và đất đai thì bằng phẳng bằng phẳng và những cái quỹ đất này càng ngày càng ít anh chị đầu tư giá chỉ hơn 4 triệu một mét vuông hai lô liền kề cho những anh chị nào chúng ta đầu tư sản phẩm này để xây nhà trọ để xây nhà phố để xây nhà kinh doanh để xây nhà ở đi làm tại khu vực này hoặc mua đất để đầu tư sinh lời thì quá tốt anh chị quan tâm gọi trọng thơ nhé số thoại trọng thơ để trên trang cá nhân nhớ follow đăng ký kênh để chúng ta cập nhật hạ tầng liên tục tại BKMX Bình Phước và chúng ta có những sản phẩm mới nhất đẹp và đầu tư an toàn tại BKMX Bình Phước nha quý vị nhé.